là trung tâm Nguyễn Huệ, đường đi bộ. Yeah.
mắm, mực rang, với ớt, mực tướng đi, cá đuối, cá nướng, đúng không? Cá thiêu, hoa cỏ cỏ chung mưa đông đang kéo về thật nhiều đau đớn chẳng còn mạnh mẽ để sẽ tình yêu lòng không đi đi vì chuyện nữa đôi đang đôi thật nhiều đôi lúc cũng thấy mệt mỏi, muốn dừng lại và đứng trước gương. Vì nếu em có bản lĩnh đi tiếp thì có lẽ em chẳng muốn kiêm nhường cứ con đường đó. Còn phải anh bỏ lại nỗi đau là khi chấp nhận làm kẻ thứ ba một cách quán đổi không hoàn hảo.
cũng do ngốc. Mà tôi đã biết là sơ không nhận lại, tại sao lại nói cho người ta biết để người ta phỉ là nói gian. Cũng có lúc em để trầm cảm vì một cú sốc như vô hình, một người em quen của anh quên mất thật rằng em có được bình tĩnh. Được như vậy hay không, hay anh xem đó là chờ được. Cũng như bài hát em gửi tới anh ở trong nhà trước, em từng hứa now.
Năm trước đi đây uống mỗi tuần mỗi ngày, bây giờ quán này ế quá, mấy quán bên đường giờ đông nghẹt, đi hơn